kho tàng trên trời. Một người giàu có thường đến xưng tội với thánh Philippe Neri, nhưng không thấy có tiến bộ nào trên con đường thiêng liêng, cho nên ông đã chán nản, thất vọng đến nỗi bỏ luôn xưng tội. Thánh nhân thấy như vậy đã tìm đến nhà ông. Sau một lúc chuyện trò thân mật, ngài nhìn lên cây thánh giá treo trên tường và rồi cân nhắc cái độ cao của thánh giá. Ngài mới đề nghị cái người giàu có rằng: ông thử với tay xem có tới cây thánh giá không. Người đàn ông cao lớn vươn cánh tay dài của mình ra nhưng không thể nào chạm tới cây thánh giá được. Bấy giờ thánh nhân mới dùng hết sức đẩy cái tủ đựng tiền của người giàu có đến bên cạnh ông. Người bảo ông hãy đứng lên cái tủ tiền ấy để với tới cây thánh giá. Và quả thật, ông đã sờ được Chúa Giêsu trên cây thánh giá. Lúc đó, thánh nhân mới nói: để có thể chạm được Chúa Giêsu, để có thể tiến bộ trên con đường thiêng liêng, chúng ta cần phải đứng trên tiền bạc, được cả thế gian này, mà rồi phải thiệt hại mạng sống của mình, thì nào được lợi ích gì? Nói như thế, Chúa không có ý bảo chúng ta khinh chê của cải vật chất và mọi tiện nghi của đời sống này. Chúa đã nhập thể, đã sinh ra trong trần gian. Chắc chắn Ngài cũng đã dùng của cải vật chất để sống. Thiên Chúa đã yêu mến vũ trụ tạo vật vì đó là công trình sáng tạo của Ngài, và Ngài đã chúc lành cho mọi loài mọi vật đó. Vậy Chúa không bao giờ cấm chúng ta hưởng dùng những ơn lành Chúa ban, kể cả những ơn lành vật chất. Nhưng Ngài chỉ muốn nhắc chúng ta là cuộc sống đời này chỉ là cuộc sống tạm bợ mà thôi, và chúng ta còn có một cuộc sống khác, là một cuộc sống thật, vĩnh cửu, mai sau. Đó là nước Thiên Chúa. Đời sống đó mới vững, mới bền, mới mang lại hạnh phúc trường cửu. Chúa đã dạy: kho tàng của anh em ở đâu thì lòng trí của anh em cũng sẽ ở đó. Thật vậy, nếu chúng ta đặt kho tàng của đời chúng ta là những của cải vật chất tạm bợ mau qua, thì lòng chúng ta cũng sẽ nằm lì ở đó, và chúng ta sẽ thành nô lệ cho mọi ham muốn hưởng thụ, không thể nào được tự do đích thực để vươn lên tới cùng Thiên Chúa. Tiên vàng, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa cái đã, rồi mọi sự khác Chúa sẽ ban thêm cho. Đó là khuôn vàng thước ngọc mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta. Ai sống theo lẽ khôn ngoan ấy sẽ không bao giờ thất vọng. Lạy Chúa, Chúa là cùng đích của đời con. Con có Chúa là có tất cả. Xin giúp chúng con biết đặt kho tàng đời của chúng con ở nơi Chúa, để con có thể ở luôn bên Người. Xin giải thoát chúng con khỏi cảnh nô lệ của tham lam, của ham muốn trần tục, để con được tự do bay lên cùng Chúa, là nguồn hạnh phúc chân thật và trường cửu của đời con. Amen.